Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, mấy ngày hôm nay thì thời tiết Hà Nội rất là mưa các bạn nhé. Đấy, chúng tôi mua xe về được, cũng mua được thêm vài chiếc về để bán Tết. Mà thời tiết thì rất là mưa, không ủng hộ, cho nên là tôi không đem ra tôi quay giới thiệu cho quý vị và các bạn được các bạn ạ. Mua xe về còn chưa dọn, chưa rửa được cơ, vì là thời tiết rất là mưa, rất là xấu các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì tôi cũng quay qua một chiếc xe này tôi vừa mới mua về được để tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium. Đấy, vừa mới mua về, còn chưa có rửa, chưa có dọn dẹp gì cả quý vị và các bạn ạ. Vì thời tiết rất là mưa, tôi cứ quay qua lên đây cho quý vị và các bạn xem đã, lúc nào mà dọn dẹp xong tôi sẽ quay lại các bạn nhé. Thì chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium này thì là sản xuất năm 2018 các bạn nhé. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, sản xuất ở những năm 2018 thì nó có hai form. Đầu năm 2018 là form cũ, form 2018. Chiếc xe này đây ở form sản xuất cuối năm 2018 nó là ở form cũ rồi, form mới rồi các bạn nhé. Form này là form 2019 các bạn ạ. Nó có một số điểm khác biệt so với những chiếc xe ở form 2018 đấy các bạn nhé. Nếu như để ý kỹ chúng ta sẽ thấy được là nó khác biệt các bạn ạ. Chiếc xe này thì rất là đẹp các bạn ạ, mới lăn bánh 5.8 km thôi. Đấy, rất là mới, rất là đẹp, màu nâu các bạn nhé. Đây, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này, keo chỉ này, còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Đấy, nội thất ghế da nguyên bản. Chiếc xe này thì chúng tôi còn chưa có rửa, chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn ạ, vì thời tiết rất là mưa. Phiên bản này là phiên bản Titanium, phiên bản đủ rồi. Ghế da, cửa, nóc đầy đủ hết luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, nội thất thì rất là đẹp đây. Mặc dù chưa có dọn dẹp gì cả nhưng mà đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, ghế da này, hàng ghế da phía sau này cũng đều rất đẹp. Chiếc xe mới lăn bánh có 5.8 km thôi các bạn ạ. Tất cả còn rất là mới. Đấy, đây là cái phần đèn này, rất đẹp, chưa có đâm đụng va chạm gì cả này. Động cơ chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì cả các bạn ạ. Phiên bản này là phiên bản 1.5 Titanium, xe cũng được trang bị động cơ 1.5 các bạn nhé. Toàn bộ từ ốc cabo còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, ốc cabo nguyên bản này, chưa có dọn dẹp gì cả cho nên là còn bẩn nguyên đây các bạn nhé. Nhưng chiếc xe này là đăng ký một chủ từ đầu, đăng ký từ tháng 9 năm 2018 cho nên là đều rất đẹp luôn các bạn này, rất là mới. Cơ bản là chiếc xe chạy ít thì xe nó mới đẹp, mới mới được như này các bạn ạ. Chứ còn nếu như chạy nhiều và không giữ gìn thì nó không còn đẹp được như này đâu. Đấy, rất là đẹp luôn này. Phiên bản 1.5 Titanium các bạn nhé, tất cả từ ngoại thất, nội thất đều rất là đẹp. Mặc dù chưa dọn rửa gì cả nhưng chiếc xe đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, phiên bản này là phiên bản 1.5 Titanium, toàn bộ từ những cái cụm đèn pha tất cả đều rất đẹp luôn, rất mới luôn quý vị các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium model 2019 này thì chúng tôi đang bán với giá là 428 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2019 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ nhà chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên với kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, rất là đẹp toàn bộ này, gương chiếu hậu là tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía trước bên lái. Đấy, thời tiết vừa rồi tôi đang quay thì nó mưa quá, tôi phải cho vào trong nhà để cho nó đỡ bị ướt. Đấy, cho vào trong nhà rồi, tôi sẽ trong nhà thì nó lại hơi chật hẹp một chút các bạn nhé. Đấy, phiên bản 2019 cái khóa nó cũng khác luôn các bạn nhé, cái khóa thông minh nó to hơn phiên bản 2018 các bạn ạ.
đấy, và nội thất ở những cái phần khoang lái này các bạn này, nội thất ở khoang lái này nhá, đồng hồ này, vô lăng cần số này, đấy, màn hình này, đấy, phiên bản này cũng màn hình nó được thiết kế khác từ model 2019 này, được thiết kế khác đi một chút, kể cả về những cái phần màn hình khóa rồi mặt ca lăng các thứ đều khác hơn so với phiên bản 2018 các bạn nhé. Cho nên là giá nó cũng sẽ nhỉnh hơn một chút các bạn ạ. Thì ngày hôm trước tôi cũng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe như này, cũng màu nâu này, và sản xuất lại là 2019 các bạn ạ. Chúng tôi bán giá nhỉnh hơn một chút. Cái hôm trước tôi bán là 435 triệu. Đấy, thì chất lượng của chiếc xe hôm trước thì chạy nhiều hơn con này, chạy hơn chiếc xe này một chút. Cho nên là chiếc xe này thì tôi bán giá nó cao, so với chiếc hôm trước thì thấp hơn một chút thôi. Nhưng mà so với đời thì bán cao hơn một chút các bạn nhé. So với đời 2018, tôi bán cao hơn thị trường một chút, thì chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp. Đấy, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, nó đã đẹp được như thế này rồi các bạn ạ. Chủ xe đi thì ít và lại giữ gìn. Đấy, nhiều xe dọn điện rồi cũng không thể đẹp được như chiếc xe này đâu. Chiếc xe này chúng tôi chưa dọn mà nó đã mới đẹp như này đấy ạ. Toàn bộ từ táp bi đến táp lô đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe mộc mạc nguyên bản chưa dọn mà như này đây. Cái cần số nó cũng khác so với chiếc xe cũ các bạn ạ. Cần số to hơn, khóa cũng to hơn các bạn nhé. Đấy, và thiết kế của những model 2019 này thì là thiết kế ra sau, cho nên là nó có thay đổi một chút. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua xe thì kể cả là cùng 2018 thì các bạn cũng nên chọn cái model mới này hơn các bạn nhé. Hơn cái model cũ rất là nhiều thứ các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium model 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Chúng tôi đang quay thì cũng có khách đến xem luôn đây các bạn ạ. Và xin phép quý vị và các bạn cho tôi dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. We'll be right back.